Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Xin chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì tin tức đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó là một cái cuộc bạo loạn xảy ra tại thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois. Thì cuộc bạo loạn này đã diễn ra từ chiều Chủ nhật cho đến sáng thứ hai. Thì cái cuộc bạo loạn này nguyên do là bởi vì đã có một cậu thanh niên 20 tuổi đang sở hữu một khẩu súng trong tay. Và cảnh sát thì muốn bắt cậu này để điều tra thử xem coi là cậu này có giấy phép để sử dụng súng không. Thế nhưng mà khi cảnh sát tiến tới thì cậu này đã chạy và cầm súng bắn vào cảnh sát. Chính vì vậy mà cảnh sát phải bắn lại cậu. Khi mà cảnh sát bắn thì cậu này bị thương và được đưa vào bệnh viện, nhưng mà không có gây ra tử vong. Thì có hai cảnh sát cùng bắn vào cái cậu thanh niên đang cầm súng này. Thế nhưng mà không biết là ông nào bắn trúng, tức là một trong hai cảnh sát không biết là người nào bắn trúng cái cậu thanh niên này. Chính vì cái vụ này xảy ra, thế cho nên là hàng trăm người họ đã kéo đến đi trên các cái đường phố ở thành phố Chicago để mà bạo loạn. Họ đã tiến vào những cái cửa hiệu bán, chẳng hạn như là Apple và hoặc là Tesla, để mà cướp tất cả những cái tài sản trong những cửa hiệu này. Thì tất cả những cái cửa hiệu bán đồ hiệu sang trọng trong cái thành phố này thì đã bị cướp đi rất là nhiều tài sản. Và ngoài những cái cửa hiệu chính này thì còn rất là những cái cửa hiệu buôn bán nhỏ ở lân cận đó cũng đã bị cướp bóc rất là nhiều. Và theo đài NBC thì họ ước tính là khoảng 60 triệu đô la tài sản đã bị cái bọn bạo loạn này đập cửa kính của những cái cửa hiệu và cướp đi. Còn theo cảnh sát trưởng David Brown của thành phố Chicago thì ông ấy nói là có 13 cảnh sát đã bị thương tích và họ cũng đã bắt được hàng trăm tên bạo loạn trong cái cuộc bạo loạn xảy ra vào chiều Chủ nhật và sáng thứ hai vừa rồi. Thì trong cuộc bạo loạn này, cái cậu thanh niên mà 20 tuổi đó thì đã từng bị bắt 4 lần vì những cái tội danh như là trộm cắp và đánh người. Thì hiện tại thì cậu này đang nằm trong bệnh viện nhưng mà đang trong cái tình trạng ổn định. Và về phía cảnh sát thì đã có 400 cảnh sát được điều động đến cái thành phố Chicago này để mà dẹp cuộc bạo loạn. Và trong số họ thì cũng đã có 3 người bị thương nặng và phải chở vào bệnh viện để điều trị. Đã có một nhóm người lên mạng xã hội để mà kêu gọi mọi người, nhất là kêu gọi những người mà chuyên môn đi đập phá, đi cướp bóc, gọi chung là đám bạo loạn đi hôi của để mà gây ra bạo loạn trong cái thành phố Chicago này. Họ lấy lý do là cậu bé này quá trẻ, mới có 20 tuổi thôi mà bị cảnh sát bắn, để mà làm dấy lên cuộc bạo loạn. Mà cái sự thật là cậu bé này đã chạy và bắn cảnh sát trước, và hai cảnh sát chỉ bắn trả lại mà thôi. Hiện tại thì tất cả những con đường mà đi vào cái khu vực này đều bị đóng cửa hết rồi. Và những nơi làm việc ở cái khu vực này cũng bị đóng cửa hết. Và cảnh sát nói là những người này nên làm ở nhà, chứ không nên đi vào công ty nữa. Còn những cái trường đại học gần đây cũng đã bị đóng cửa luôn, tại vì rất là nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát đã được tăng cường vào cái khu vực này rồi, mà bây giờ lực lượng cảnh sát rất là đông ở cái khu vực này và không ai có thể đi vào cái khu vực này hết, vì họ không muốn có bạo loạn xảy ra tiếp tục. Thật ra cái cậu bé 20 tuổi bắn nó chỉ là cái cớ để những bọn bạo loạn đến đây đập phá và hôi của thôi. Còn sự thật là họ đang nhờ những cái đám biểu tình này để họ núp vào trong bóng của những người gọi là biểu tình ôn hòa, để cảnh sát không thể nào bắt được họ thôi. Tình trạng bất ổn xảy ra từ đêm mùng 9 tháng 8 và đám đông đã vẽ lên tường tranh chống lại cảnh sát ở Magnificent Mile, một là cái khu thương mại sầm uất hàng đầu và cũng là một cái điểm thu hút du khách nhiều nhất tại thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois. Thì theo tin tức của truyền thông địa phương thì dọc theo những con phố ở Magnificent Mile thì đám đông đã xông vào những cái cửa hàng và lấy đi vô số hàng hóa, cũng như là tấn công một ngân hàng. Những cái ngăn kéo đựng tiền của các cửa hàng đã bị phá và bị ném la liệt trên đường phố. Trong khi đó thì nhiều máy ATM cũng bị cậy phá. Nhiều cửa hàng cách trung tâm thành phố ở Chicago hàng cây số đã cũng bị lục soát, khi mà những cái bãi đỗ xe la liệt những mảnh vỡ từ cửa kính và vật dụng bên trong cửa hàng. Theo truyền thông cho hay thì đám đông còn ném đá vào xe cảnh sát. Và lực lượng cảnh sát sau đó đã được điều động tới một cửa hàng Apple nằm ở phía bắc của khu vực trung tâm thành phố, cách đó vài dãy nhà
Các mảnh vỡ của kính thì nằm la liệt ở bên trong bãi đậu xe trước một cái chi nhánh Best Buy và một cửa hàng rượu lớn. Thì một viên sĩ quan cao cấp là David Brown cho biết là sự việc đêm 9 tháng 8 này không phải là một cuộc biểu tình có tổ chức mà là một hành vi phạm tội. Ông cũng nói thêm là lực lượng cảnh sát dự kiến là sẽ được điều động dày đặc ở cái khu vực trung tâm thành phố cho đến khi mà có thông báo mới. Thị trưởng của Chicago là Lori Lightfoot thì gọi cái cuộc bạo loạn này là hành vi phạm tội nghiêm trọng và là một cuộc tấn công vào thành phố của chúng ta. Thì thị trưởng Lightfoot này đã kích hoạt cái chương trình bảo vệ cộng đồng bằng việc là phong tỏa khu trung tâm thành phố với sự hiện diện đông đảo của lực lượng cảnh sát. Và cái sự phong tỏa này sẽ kéo dài vài ngày cho đến khi mà các khu dân cư được bảo đảm là an toàn. Những người mà bị bắt á, sẽ phải đối mặt với các tội danh giống như là tội cướp bóc, gây rối trật tự và chống đối cảnh sát. Các cuộc biểu tình và bạo loạn nổ ra khắp nước Mỹ kể từ sau cái chết của người đàn ông da màu có tên là George Floyd vào ngày 25 tháng 5 ở Minneapolis. Thì nhiều tòa nhà, nhiều cửa hàng đã trở thành mục tiêu cướp phá hôi của những kẻ quá khích lợi dụng biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Trong khi đó thì tại Seattle thuộc tiểu bang Washington thì cảnh sát trưởng Coleman Best đã tuyên bố là từ chức và có ý định về hưu bởi vì ngân sách của cảnh sát ở đây đã bị cắt giảm là 14%. Lương của bà Coleman Best là 285.000 một năm và hội đồng thành phố đã quyết định là giảm lương bà 6%. Nhưng bà thấy con số này không cân bằng cho nên bà đã tuyên bố sẽ về hưu vào tối ngày hôm qua khoảng 9 giờ 30 phút tối. Trong khi đó thì bạo loạn vẫn diễn ra ở Portland, Oregon và càng ngày càng tệ hại hơn. Tổng thống Trump mới đưa ra một cái tweet nói rằng Tổng thống sẽ sẵn sàng mang vệ binh quốc gia đến đây để dẹp loạn vì những người lãnh đạo ở đây không đủ khả năng dẹp loạn. Và những người lãnh đạo ở khu vực này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cái thiệt hại mà họ đã gây ra ở đây. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì kiều hối gửi về Việt Nam đã giảm mạnh vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Kiều hối gửi về Việt Nam sẽ giảm hơn 18% trong năm nay vì ảnh hưởng của đại dịch, theo một dự báo của Ngân hàng Phát triển Á Châu. Mới đây thì Ngân hàng Phát triển Á Châu, viết tắt là ADB, đã đưa ra một cái bản tường trình dự báo về tình hình kiều hối trên thế giới vào năm 2020. Trong đó ước lượng kiều hối từ người Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho thân nhân sẽ giảm khoảng 18.1% vì dịch bệnh ảnh hưởng đến lợi tức của người gửi. Trong bản phân tích có tựa đề là Đại dịch viêm phổi Vũ Hán tác động lên di cư, kiều hối và các gia đình nhận tiền tại các nước đang phát triển, định chế tài trợ quốc tế ADB cho rằng đại dịch đã tác động nghiêm trọng lên các nền kinh tế trên thế giới, bao gồm cả nạn thất nghiệp rất phổ biến và lợi tức sẽ thấp hơn. Tính tới cuối tháng 6 năm 2020 thì có khoảng 77% các quốc gia đã có tình trạng đóng cửa rất nhiều xí nghiệp và khoảng 167 triệu người ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã bị thất nghiệp. Trong đó thì những công nhân di cư là nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với con số ước lượng khoảng 91 triệu người. Và từ đó thì ADB cho rằng tiền kiều hối gửi về khu vực này có thể bị giảm từ 31.4 tỷ đô la đến 54.3 tỷ trong năm nay. Năm 2018 thì Việt Nam nhận được 16 tỷ đô la và năm 2019 thì nhận được khoảng 16.7 tỷ đô la kiều hối từ khắp nơi gửi về. Như các con số được công bố trên báo Nhà nước, nếu ước tính của ADB là đúng thì năm nay Việt Nam chỉ nhận được khoảng 13.6 tỷ đô la. Và nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng số lượng ngoại tệ này để nhập cảng các loại hàng hóa và trả nợ cho quốc tế. Ngân sách nhà nước Cộng sản Việt Nam năm 2020 có khoảng 75 tỷ đô la. Nếu bị hụt đi hơn 3 tỷ thì cũng sẽ vất vả thêm vào lúc đại dịch quay trở lại. Mà cho đến ngày 10 tháng 8 thì đã có 14 người chết. Cuối tháng 4 vừa qua thì nhà cầm quyền Trung ương báo cáo về tình trạng thu ngân sách ảm đạm. Trong đó, trong khi nhu cầu phải chi ra cao hơn nhiều bình thường để đối phó với dịch bệnh,
theo Vietnamnet đưa tin vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. Những năm trước thì Việt Nam là một trong những số nước ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương có lượng kiều hối nhiều nhất. Năm sau lại tăng cao hơn năm trước. Nay đại dịch ập đến lại trở thành những nước bị mất nhiều kiều hối nhất. Kiều hối là ngoại tệ do người Việt định cư ở nước ngoài gửi tiền về để giúp thân nhân tại quê nhà. Bên cạnh đó là một số đông hàng triệu người được đưa đi xuất khẩu lao động rồi gửi tiền về nước. Những năm gần đây vì tình trạng việc làm và lợi tức đầu người tại Việt Nam cũng gia tăng nên lượng kiều hối nhận được từ người định cư ở nước ngoài giúp thân nhân có chiều hướng giảm. Trong khi đó số lượng kiều hối gửi về nước từ các người xuất khẩu lao động lại gia tăng. Phần lớn tại những nước như Đài Loan, Nhật, Malaysia, Nam Hàn, UAE. Hồi năm ngoái, 39 người chết ngạt trong thùng hàng đông lạnh khi đi xuất cảng lao động chui vào nước Anh là một thảm kịch gây rúng động dư luận thế giới. Cuối năm ngoái, báo chí trong nước nói rằng lao động Việt Nam thuộc nhóm có thu nhập thấp tại nước ngoài, trung bình mỗi tháng gửi về 735 đô la, cao xấp xỉ 10 lần so với thu nhập 73 đô la một tháng của các hộ gia đình nhận tiền tại Việt Nam. Theo báo cáo, hai mặt của đồng tiền, câu chuyện của người nhận kiều hối của công ty tài chính Uniteller công bố vào tháng 12 năm 2019. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.